Xin chào các anh chị và các bạn. Trong tiết học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chương số 9, cũng là chương cuối cùng trong chương trình môn luật hiến pháp Việt Nam. Giảng viên giảng dạy, Thạc sĩ Phan Nguyễn Phương Thảo thuộc tổ bộ môn luật hiến pháp, khoa luật hành chính nhà nước, trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ở các bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về các cơ quan nhà nước của nước ta ở Trung ương. Trong chương số 9 này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính quyền địa phương. Đây là một bộ phận quan trọng hợp thành chính quyền nhà nước thống nhất ở nước ta. Trong chương số 9 này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số nội dung chính sau đây. Thứ nhất, các đơn vị hành chính của nước ta. Thứ hai, các cấp chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành. Thứ ba, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cơ quan cấu thành nên chính quyền địa phương, đó là Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu mục 1 La Mã, đơn vị hành chính của nước ta theo pháp luật hiện hành. Qua việc nghiên cứu mục 1 La Mã này, các anh chị và các bạn sẽ nắm được hai nội dung chính. Thứ nhất, các đơn vị hành chính của nước ta theo pháp luật hiện hành gồm có những đơn vị hành chính nào? Thứ hai, những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 so với Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 về đơn vị hành chính, cũng như rút ra được những ý nghĩa của những điểm mới này. Xin mời các anh chị và các bạn cùng quan sát sơ đồ trên màn hình. Đây là sơ đồ các đơn vị hành chính của nước ta theo Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Theo đó, xét về phương diện hành chính, nước ta chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh chia thành thành phố thuộc tỉnh, huyện và thị xã. Thành phố trực thuộc Trung ương chia thành huyện, quận, thị xã. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 có bổ sung thêm một đơn vị hành chính mới, đó là đơn vị hành chính tương đương với huyện, quận, thị xã. Để cụ thể hóa tên gọi của đơn vị hành chính này, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định tên gọi của đơn vị này là thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với huyện chia thành các xã, thị trấn, thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành xã, phường, quận chia thành các phường. Bên cạnh đó, Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 có bổ sung thêm một đơn vị hành chính mới, đó là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Anh chị và các bạn cần lưu ý nội dung như sau. Theo Điều 2 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, có quy định về cách gọi quy ước của đơn vị hành chính như sau. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là cấp tỉnh. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là cấp huyện. Xã, phường, thị trấn gọi chung là cấp xã. Các anh chị và các bạn cần lưu ý cách gọi quy ước này để chúng ta tránh sự nhầm lẫn giữa cấp tỉnh với tỉnh, giữa cấp huyện với huyện,
và giữa cấp xã với xã. Ví dụ như, khi tôi nói Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, điều đó có nghĩa là tôi muốn đề cập đến Hội đồng Nhân dân ở tỉnh và Hội đồng Nhân dân ở thành phố trực thuộc Trung ương. Cũng lưu ý thêm với các anh chị là hiện nay, theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, vẫn chưa xác định đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là thuộc cấp nào, cấp tỉnh hay cấp huyện hay là cấp xã. Tôi có một câu hỏi đặt ra cho các anh chị và các bạn về đơn vị hành chính, đó là anh chị hãy nêu những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 về đơn vị hành chính và ý nghĩa của những điểm mới này. Xét về đơn vị hành chính, Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 có một số điểm mới so với Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 như sau. Thứ nhất, Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung thêm một đơn vị hành chính mới, đó là đơn vị hành chính tương đương với huyện, quận, thị xã bên trong thành phố trực thuộc Trung ương. Ở đây, Hiến pháp 2013 sử dụng thuật ngữ đơn vị hành chính tương đương mà không quy định cụ thể tên gọi của đơn vị này. Điều này có ý nghĩa tạo nên tính ổn định của Hiến pháp. Và việc cụ thể hóa tên gọi của đơn vị hành chính này sẽ do Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định. Cụ thể, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định tên gọi của đơn vị hành chính tương đương theo Hiến pháp năm 2013 như sau. Đó là thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Điểm mới thứ nhất này thể hiện khả năng dự báo cho việc thành lập các đơn vị hành chính mới phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội của các thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đây, ở các thành phố trực thuộc Trung ương chia thành các huyện, quận, thị xã. Trong tương lai, với quy định của Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, ở các thành phố trực thuộc Trung ương có thể sẽ tổ chức các thành phố bên trong phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở đây. Điểm mới thứ hai về đơn vị hành chính đó là Hiến pháp 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã bổ sung thêm một đơn vị hành chính mới, đó là đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Vậy, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm được quy định tại Điều 74 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Xin mời các anh chị chúng ta mở Điều 74. Theo điều luật này, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về kinh tế xã hội, có chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đó. Qua khái niệm này, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt như sau. Điểm đặc biệt xét về phương diện kinh tế đó là nơi này được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt về kinh tế xã hội. Ví dụ như thể chế mở rộng hơn, thông thoáng hơn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, tối ưu nhất cho đầu tư, cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở đó.
Điểm đặc biệt xét về phương diện hành chính. Ở đây có chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Như vậy, nhìn chung, mục đích chúng ta xây dựng đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là để nhằm phát triển kinh tế xã hội ở một nơi nào đó. Và để nhằm phát triển kinh tế xã hội thì nơi này sẽ được trao những cơ chế chính sách đặc biệt và có chính quyền địa phương tổ chức sao cho phù hợp với đặc điểm, yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đó. Nhìn chung, ý nghĩa của việc thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là để nhằm phát triển kinh tế ở những nơi được chọn xây dựng mô hình này. Điểm mới thứ ba về đơn vị hành chính đó là Hiến pháp năm 2013 đã thêm quy định mới tại khoản 2 điều 110. Cụ thể quy định này như sau: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính phải lấy ý kiến nhân dân địa phương và theo trình tự thủ tục do luật định. Như vậy, quy định này đã bổ sung một bước bắt buộc. Khi thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính là lấy ý kiến nhân dân địa phương. Quy định mới này có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa thứ nhất, nhằm hạn chế sự dễ dãi, thiếu công khai, thiếu minh bạch trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính. Có thể thấy rằng trước đây, khi chính phủ có thẩm quyền điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chính phủ đã thực hiện hoạt động này rất thường xuyên liên tục. Số liệu từ năm 2006 đến năm 2011 cho thấy, trong khoảng thời gian này, chính phủ đã thành lập mới 85 đơn vị hành chính cấp huyện, 183 đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy, cứ trung bình, một tháng có 3 đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ra đời. Việc điều chỉnh đơn vị hành chính thường xuyên liên tục và quá dễ dãi như vậy đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây xáo trộn nhất định trong đời sống nhân dân cũng như bộ máy nhà nước. Ý nghĩa thứ hai, quy định này thể hiện sự tôn trọng ý chí và lợi ích của nhân dân địa phương. Có thể thấy rằng việc điều chỉnh đơn vị hành chính sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhân dân. Chính vì vậy, khi thực hiện điều này, chúng ta cần lấy ý kiến của người dân, cần tôn trọng ý chí nguyện vọng của người dân, những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các quyết định điều chỉnh đơn vị hành chính. Điểm mới thứ tư về đơn vị hành chính đó là chính phủ không còn thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nữa, mà thẩm quyền này giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Vậy, ý nghĩa của việc điều chỉnh thẩm quyền này là gì? Ý nghĩa thứ nhất, giúp hạn chế sự dễ dãi, thiếu công khai, thiếu minh bạch của chính phủ trước đây. Anh chị và các bạn có thể liên hệ với những phân tích của tôi ở điểm mới thứ ba về vấn đề này. Ý nghĩa thứ hai, thể hiện ý nguyện của nhân dân, địa phương ở một mức độ nhất định nào đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của Quốc hội, là cơ quan thường trực của cơ quan đại diện cho nhân dân cả nước. Do vậy, việc điều chỉnh đơn vị hành chính giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ở một mức độ nào đó sẽ thể hiện được ý chí nguyện vọng của nhân dân. Như vậy,
Chúng ta đã nghiên cứu xong mục 1 La Mã, đơn vị hành chính của nước ta theo pháp luật hiện hành. Qua việc nghiên cứu mục 1 La Mã này, các anh chị chúng ta đã nắm được các đơn vị hành chính của nước ta theo pháp luật hiện hành gồm những đơn vị hành chính nào. Đồng thời, chúng ta đã nắm được các điểm mới của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Hiến pháp năm 1992 và Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân năm 2003. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào phần 2 La Mã, cấp chính quyền địa phương. Sau khi nghiên cứu phần này, sẽ giúp các anh chị nắm được ở nước ta tổ chức các cấp chính quyền địa phương nào, có mấy cấp chính quyền địa phương và các tổ chức ra sao. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét ở quy định Hiến pháp 2013. Tại điều 111 của Hiến pháp quy định như sau: chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do luật định. Một câu hỏi đặt ra ở đây là: anh chị hiểu như thế nào về nội dung của điều 111 Hiến pháp 2013? Chúng ta có thể hiểu về điều 111 Hiến pháp 2013 như sau. Điều 111 Hiến pháp 2013 đã đưa ra hai khái niệm: chính quyền địa phương và cấp chính quyền địa phương. Việc đưa ra hai khái niệm này cho thấy chính quyền địa phương và cấp chính quyền địa phương là hai thuật ngữ khác nhau. Điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hay nói cách khác, ở các đơn vị hành chính của nước ta đều có chính quyền địa phương. Còn cấp chính quyền địa phương, điều 111 Hiến pháp quy định cấp chính quyền địa phương bao gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Như vậy, để được xem là một cấp chính quyền địa phương thì ở đó sẽ tổ chức đầy đủ hai cơ quan là Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đồng thời, Hiến pháp cũng đặt ra nguyên tắc cấp chính quyền địa phương được tổ chức phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Như vậy, có thể thấy ở đâu được coi là cấp chính quyền ở địa phương thì chính quyền địa phương ở đó sẽ bao gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Còn ở đâu không được coi là cấp chính quyền địa phương thì ở đó chỉ có cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và cung ứng các dịch vụ công tại địa bàn. Quy định này của Hiến pháp mở đường cho chúng ta tiếp tục nghiên cứu, xây dựng mô hình chính quyền địa phương phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính: nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, mà không tổ chức cào bằng nơi nào cũng giống nhau như trước đây nữa. Cụ thể hóa quy định về cấp chính quyền địa phương theo Hiến pháp 2013, điều 4 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy, ở các đơn vị hành chính, dù là nông thôn, đô thị, hải đảo,
đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, đều tổ chức cấp chính quyền địa phương, có đầy đủ hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 lại quy định như vậy? Và liệu quy định này có quán triệt được hết tinh thần của Điều 111 Hiến pháp 2013 hay không? Tại sao luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 lại chọn phương án cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước ta? Chúng ta cùng tìm hiểu báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 875 ngày 23 tháng 5 năm 2015. Theo báo cáo khẳng định, đổi mới kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhưng khó, phức tạp, ý kiến còn khác nhau nên cần tiến hành cẩn trọng, từng bước, đặt trong tổng thể việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Như vậy, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 chọn phương án tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ở tất cả các đơn vị hành chính, thể hiện một bước đi cẩn trọng, phù hợp với hoàn cảnh, tình hình tại thời điểm năm 2015, khi các điều kiện về chính trị, thực tiễn chưa thực sự chín mùi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mô hình tổ chức chính quyền địa phương của nước ta sẽ dừng lại ở đây. Với nội dung của báo cáo giải trình, chúng ta có thể thấy, trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu để đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương sao cho phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Khi thực hiện điều này, chúng ta cần đặt trong tổng thể việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, báo cáo giải trình còn khẳng định, dù mô hình giống nhau, nhưng sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị được thể hiện thông qua nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở nông thôn và đô thị. Khẳng định này có nghĩa như sau, dù mô hình giống nhau, có nghĩa là dù ở nông thôn hay đô thị thì chúng ta đều tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Nhưng luật tổ chức chính quyền địa phương sẽ thiết kế nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương sao cho phù hợp với đặc điểm ở nông thôn và đô thị. Một câu hỏi đặt ra ở đây là Điều 4 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã quán triệt được hết tinh thần của Điều 111 Hiến pháp 2013 hay chưa? Qua những phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy Điều 4 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã chưa quán triệt được hết tinh thần của Điều 111 Hiến pháp 2013. Bởi lẽ, mô hình tổ chức chính quyền địa phương không khác nhau ở địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Sau một thời gian thi hành luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, để đáp ứng với những yêu cầu trong công cuộc đổi mới chính quyền địa phương, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật số 47 năm 2019, Quốc hội khóa 14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Luật này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các sửa đổi bổ sung của luật số 47 năm 2019 về cấp chính quyền địa phương. Nhằm tạo cơ sở pháp lý
cho việc đa dạng hóa mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở địa bàn nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Luật số 47 năm 2019 đã sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 liên quan đến mô hình tổ chức chính quyền địa phương, bao gồm khoản 1, điều 4, điều 44, điều 58 và điều 72. Xin mời anh chị và các bạn cùng nghiên cứu các điều luật trên. Khoản 1, điều 4, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi bổ sung như sau. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 2 của luật này, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Chúng ta có thể rút ra nhận xét về những sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 4 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Luật số 47 năm 2019 đã không còn sử dụng cụm từ cấp chính quyền địa phương trong khoản 1 điều 4 nữa. Thay vì khẳng định cấp chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, thì luật số 47 đã sửa đổi. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước ta, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Tiếp theo là những sửa đổi bổ sung của điều số 44, điều 58, điều 72 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Các điều luật này được sửa đổi bổ sung như sau. Chính quyền địa phương ở quận, phường, đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hải đảo là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương. Cấp chính quyền địa phương ở quận, phường, đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hải đảo gồm cả Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Chúng ta có thể rút ra nhận xét về những sửa đổi bổ sung của điều số 44, điều số 58, điều số 72 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 như sau. Luật số 47 năm 2019 đã bổ sung một trường hợp đặc biệt, đó là Quốc hội có thể quy định một số trường hợp cụ thể ở quận, phường, đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện hải đảo không là cấp chính quyền địa phương. Không là cấp chính quyền địa phương có nghĩa là ở đó có thể không tổ chức đầy đủ Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Với quy định này, Quốc hội có thể cho phép ở một số nơi không tổ chức Hội đồng Nhân dân nhằm phù hợp với đặc điểm của đô thị, hải đảo, đồng thời giúp tiết kiệm ngân sách và tinh gọn bộ máy. Nhìn chung, những sửa đổi bổ sung của Luật số 47 năm 2019 về cấp chính quyền địa phương đã tạo cơ sở pháp lý, mở đường cho việc tổ chức cấp chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.